bạn, mình là Quỳnh, mình đến từ Học viện Winnie Academy. Không biết là bạn có thể giới thiệu qua về bản thân mình cho mọi người được biết được không ạ? Em tên là Nghiêm Thị U Hiền, sinh năm 97 ạ, hiện đang học khóa Make Up ở Học viện Winnie Academy ạ. Vâng, vậy thì qua cái buổi học ngày hôm nay thì bạn có sự so sánh thế nào về cái phương pháp make up cho cô dâu ở phong cách bên nước ngoài so với Việt Nam mình? Em thấy phong cách make up bên nước ngoài và Việt Nam mình có một sự khác biệt. Em thấy nơi nào cũng đẹp nhưng mà bên đấy em được biết thêm về một số cách trang điểm lớp nền như thế nào để cho nó trong ạ, trong sáng hơn ạ. Vâng, vậy qua cái kết quả mà bạn nhìn thấy là chuyên gia thực hành ở trên mẫu ấy, thì bạn thấy kết quả đạt được như thế nào ạ? Em cảm thấy rất tuyệt vời ạ. Vì so với mặt bạn mẫu lúc ban đầu và mặt sau khi được trang điểm ấy là hoàn toàn khác nhau ạ. Và xinh đẹp hơn rất là nhiều ạ. Vâng, rất cảm ơn bạn về buổi chia sẻ ngày hôm nay ạ.